hướng dẫn các bạn một cái bài tập gọi là ham one, tạm có thể gọi là legato cũng được. Thì cái bài này nó giúp cho các bạn tăng cái tốc độ của cái tay trái của bạn lên rất là nhiều ha. Và hai cái mẫu phổ biến nhất, thường người ta dùng từ là 3 nốt trên một giây, 3 notes per string ha, 3 nốt trên một giây. Thì có hai cái thế tài, thường chúng ta bắt đầu là ngón trỏ, ngón giữa, ngón út, hoặc là ngón trỏ, ngón áp út và ngón út. Ở đây mình sẽ đánh từng cặp dây, các bạn đổi tới đổi lùi cho nó quen ha. Thì dưới lên, thì trên xuống nha. Thì tất cả đều bắt đầu nghe ngang 12. 12, 13, 15, dây 1 ha. Bạn chỉ đánh cái nốt của cái ngang 12 thôi, là nốt mi đó. Sau đó các bạn ham on, you fa với son. Các bạn thấy chưa, tay trái mình thôi. Lên dây số 2 cũng vậy. Rồi, nhưng mà lên tới dây số 3 là dây son chúng ta đánh khác. 12, 14, 15 là lúc này chúng ta, cái mẫu của chúng ta là ngón trỏ, ngón áp út và ngón út. Lên dây 4 cũng vậy. Rồi, lên dây 5 thì chúng ta quay lại cái mẫu cũ, tức là 12, 13, 15. Dây 6 cũng vậy. Rồi, các bạn đánh từ dưới ha. Từ trên mình sẽ đánh xuống tương tự thôi. Rồi, các bạn cứ đánh từ từ để tăng tốc độ ha. Và khi được vậy các bạn có thể lặp lại các mẫu. Tức là chúng ta không đánh từ dây mộng như sáu mà chúng ta đánh theo cái ba dây lên rồi chúng ta xuống, chúng ta lên, ví dụ vậy. Ví dụ vậy, hoặc là các bạn đánh bốn dây xuống thì chúng ta lên cũng được, ví dụ vậy. Thì cái bài này nó rất là tốt, các bạn có thể tập trên tất cả các ngăn khác, các bạn đánh cũng y chang vậy thôi. Rồi, cố gắng tập, nó sẽ giúp ích cho tay trái của bạn khi mà nâng tốc độ rất là nhiều nhé.